Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 2, giá lúa gạo bình ổn, giao dịch mới chưa nhiều. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xu hướng đi ngang, nhiều kho đã mở cửa mua hàng, tuy nhiên giao dịch chưa sôi động. Tại An Giang, giá lúa hôm nay giữ mức ổn định so với hôm qua. Theo các thương lái, nhiều kho đã mở cửa khai trương, tuy nhiên lượng gạo nguyên liệu về ít, giao dịch không nhiều. Giá lúa các loại giữ vững so với tuần giao dịch trước Tết Nguyên Đán. Về thị trường xuất khẩu, hiện Philippines và Trung Quốc vẫn là hai thị trường chính của gạo Việt. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn chưa sôi động. Nhiều doanh nghiệp dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc trở lại sau quý 1. Trong nửa đầu năm 2022, ngành gạo sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức về chi phí vận chuyển và sản xuất. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An 5.200 đến 5.400, OM 380 giá 5.400 đến 5.500, nếp An Giang loại 3 tháng 5.100 đến 5.300, IR 50404 giá 5.200 đến 5.400, nặng qua chín ở mức 5.900 đến 6.000 đồng. Đài Thơm 8 5.900 đến 6.000 đồng, OM 5451 5.400 đến 5.600, OM 18 giá 5.900 đến 6.000 đồng, nếp Long An khô 6.500, nếp vỏ khô An Giang 6.800. Tại Sóc Trăng, lúa OM 5451 5.500 đến 5.700, OM 18 5.500 đến 6.000 đồng, IR 50404 5.300 đến 5.500 đồng, VNR 20 5.400 đến 5.600 đồng, Đài Thơm 8 5.700 đến 5.900, lúa BC 10 5.300 đến 5.400, RVT 6.800 đến 7.000 đồng, ST 24 7.000 đến 7.200, ST 25 7.300 đến 7.800, ST tím 6.100 đến 6.300. Tại Long An, Đài Thơm 8 giá 5.800, IR 50404 giá 5.300, OM 5451 giá 5.500, nếp Long An giá 5.400, nàng hoa chín 6.200, OM 18 giá 5.600. Tại Kiên Giang, lúa khô IR 50404 6.300 đến 6.400, OM 5451 khô 6.700 đến 6.800, OM 18 khô 6.900 đến 7.000 đồng, Đài Thơm 8 khô 6.900 đến 7.000, lúa Nhật khô 8.200 đến 8.300. Bà con lưu ý giá có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.